quay trở lại với Hoàng Hà Channel. Không biết là trong số các bạn đang xem ở đây có ai là tín đồ của Samsung không nhỉ? Vậy thì video này là dành riêng cho các bạn. Sau đây là top 5 những thủ thuật hay nhất trên smartphone Samsung mà mình đã tổng hợp được. Đầu tiên là mẹo mở khóa bằng khuôn mặt. Các bạn lưu ý là mẹo này thì chỉ áp dụng với một số máy chạy Android 7 trở lên như là Galaxy Z7 Pro, Galaxy S8, S8 Plus hay là chiếc máy mình đang cầm trên tay đây là Galaxy A8 Plus. Để thao tác thì đầu tiên là các bạn vào cài đặt, vào màn hình khóa và bảo mật, vào nhận diện khuôn mặt. Ở đây thì máy sẽ yêu cầu nhập mã pin. Nếu các bạn chưa có mã pin thì máy sẽ yêu cầu các bạn tạo một mã pin mới. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhận diện khuôn mặt với máy. Máy nhận diện rất là nhanh. Và bây giờ thì chúng ta đã có khóa bằng khuôn mặt rồi. Bây giờ chúng ta sẽ test thử xem sao nhé. Các bạn có thể thấy là máy mở khóa rất là nhanh, nhanh hơn là dùng vân tay rất là nhiều. Tiếp theo là mẹo chạy đa nhiệm nhiều ứng dụng dạng bong bóng. Đầu tiên các bạn vào cài đặt, vào tính năng nâng cao, sau đó vào đa cửa sổ, tích vào thao tác xem pop up. Bây giờ thì chúng ta sẽ thử test ở một ứng dụng bên ngoài. Mình sẽ thử test Facebook nhé. Đây, ở đây các bạn chỉ cần vuốt chéo như thế này, từ cạnh trên xuống dưới, và ứng dụng sẽ thu nhỏ như thế này. Ở đây thì có 3 khung ở đây, và muốn nó thành hình bong bóng thì các bạn ấn vào biểu tượng đầu tiên. Và Facebook của chúng ta sẽ trở thành một biểu tượng như là Messenger như thế này. Để xóa cái biểu tượng này đi thì các bạn dí vào đây và sẽ có ô xóa ở trên màn hình. Đấy, chúng tôi rất là đơn giản. Tiếp theo là mẹo khóa màn hình trên Samsung mà không cần dùng phím luôn. Đầu tiên là các bạn vào cài đặt, sau đó vào hỗ trợ, vào thao tác và tương tác, và tích vào menu hỗ trợ. Ở đây thì máy sẽ xuất hiện một phím home ảo cho chúng ta. Tích vào phím home ảo và chúng ta sẽ thấy biểu tượng khóa ở đây. Các bạn có thể dễ dàng ấn vào và máy sẽ khóa. Sẽ dễ dàng đúng không ạ? Còn bây giờ thì mình sẽ chỉ cho các bạn cách dùng Samsung Cloud để khôi phục hình ảnh đã xóa trên smartphone. Để làm được điều này thì các bạn cần phải có tài khoản Samsung Cloud trước. Các bạn hãy vào cài đặt, vào Cloud và tài khoản để tạo cho mình một tài khoản Samsung Cloud. Còn bây giờ để khôi phục hình ảnh đã xóa trên Samsung Cloud thì các bạn vào bộ sưu tập, vào cài đặt và vào thùng rác. Đây là những hình ảnh mà mình đã xóa đây. Các bạn lưu ý là phải có mạng thì các bạn mới có thể xem được những hình ảnh này. Và muốn khôi phục những hình ảnh này thì rất đơn giản, các bạn chỉ cần tích vào các ảnh. Đây, mình sẽ khôi phục hai ảnh này. Ấn vào khôi phục. Đó, và mình đã vừa khôi phục hai ảnh trên. Mình sẽ vào bộ sưu tập cho các bạn thấy. Đây là hai ảnh mình vừa khôi phục. Chỉ cần các bạn có tài khoản Samsung Cloud thì các bạn sẽ không bao giờ mất được hình ảnh của mình. Cuối cùng là mẹo tùy chỉnh các phím điều hướng ảo trên các máy Samsung. Các bạn lưu ý là những máy có phím điều hướng ảo là các thiết bị có màn hình tỷ lệ 18:9 như là Galaxy S8, Note 8, Galaxy A8 và A8 Plus. Các thao tác thì là đầu tiên các bạn vào cài đặt, vào màn hình, vào thanh điều hướng. Ở đây thì các bạn có tích vào hiện và ẩn phím. Đây, các bạn có thể thấy thanh điều hướng nó hiện lên ở đây, ẩn thanh điều hướng. Các bạn chỉ cần click vào nút tròn bên trái này 2 lần thì thanh điều hướng sẽ biến mất. Hơn nữa là các bạn có thể chọn màu nền. Đây, các bạn có thể chọn màu nền cho thanh điều hướng. Màu vàng này, màu hồng, màu tím này. Rất nhiều màu để các bạn có thể lựa chọn. Thêm nữa là các bạn cũng có thể thay đổi bố cục phím để cho dễ thuận tiện hơn cho các bạn sử dụng. Trên đây là top 5 những thủ thuật hay nhất trên smartphone Samsung. Nếu các bạn thấy video này hữu ích thì nhớ chia sẻ đến rộng rãi nhé. Nhớ like và subscribe kênh YouTube của bọn mình để bọn mình có thể làm thêm nhiều video tương tự nữa. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.